quá tự hào, dù cả thế giới chao đảo thì Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn và an toàn nhất thế giới. Trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với nhiều thách thức như xung đột, dịch bệnh, lạm phát, thì Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn và an toàn nhất thế giới. Theo bảng xếp hạng của International, một tổ chức toàn cầu chuyên về cộng đồng người nước ngoài, Việt Nam đã được vinh danh là điểm đến hấp dẫn nhất thế giới năm 2023. Việt Nam cũng là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á được vinh danh trong bảng xếp hạng này. Tình hình kinh tế trải qua năm 2023 đầy thách thức, thêm vào đó là nhiều biến động, mâu thuẫn, xung đột xảy ra ở nhiều nơi. Tuy nhiên, Việt Nam chúng ta lại là một điểm sáng trên bản đồ thế giới về mối quan hệ quốc tế. Tới thời điểm hiện tại, Việt Nam chúng ta đã bắt tay lên mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với 6 quốc gia, đó là Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản. Trong đó, cả thế giới đều ngỡ ngàng khi chỉ có Việt Nam chơi được với cả ba anh lớn là Nga, Mỹ, Trung. Đúng như lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói, nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay. Năm 2023, Việt Nam là quốc gia duy nhất đón cả Tổng thống Hoa Kỳ và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm. Bên cạnh đó, về mặt kinh tế, mặc dù thuộc nhóm các quốc gia đang phát triển, nhưng là nước thuộc nhóm các quốc gia có tốc độ phát triển kinh tế nhanh nhất thế giới. Chưa kể, trong năm 2023, chúng ta với việc thu hút nhiều dự án về mảng chip bán dẫn, cảng biển, logistics, điều này hứa hẹn cuộc đua gia nhập chuỗi cung ứng toàn cầu một cách mạnh mẽ. Mới đây nhất, trong chuyến công tác tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì tọa đàm Việt Nam điểm đến hàng đầu ASEAN về đầu tư bền vững. Phải nói rằng, Bắc chính là ông trùm gọi vốn, đi tới đâu thì dự án nguồn vốn tỷ đô chạy về Việt Nam tới đó. Một năm 2024 thật đáng mong chờ ở phía trước. Dưới đây là một số ví dụ về những điều khiến các nước phải ghen tị với Việt Nam về du lịch. Thiên nhiên tươi đẹp. Việt Nam có thiên nhiên tươi đẹp với nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng như Vịnh Hạ Long, phố cổ Hội An. Vịnh Hạ Long là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới với hàng nghìn hòn đảo đá vôi mọc trên biển xanh. Phố cổ Hội An là một di sản văn hóa thế giới với những con phố cổ kính và những ngôi nhà cổ kính mang đậm dấu ấn của thời gian. Nền văn hóa đa dạng, phong phú. Việt Nam là một đất nước có nền văn hóa lâu đời và đa dạng với nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được UNESCO công nhận. Một số di sản văn hóa vật thể nổi tiếng của Việt Nam bao gồm ẩm thực phong phú và hấp dẫn. Ẩm thực Việt Nam là một trong những nền ẩm thực ngon nhất thế giới với nhiều món ăn đặc sắc và hấp dẫn. Một số món ăn nổi tiếng của Việt Nam bao gồm phở. Một món ăn truyền thống của Việt Nam được làm từ bánh phở, thịt bò, nước dùng và các loại gia vị. Bánh mì. Một món ăn đường phố nổi tiếng của Việt Nam được làm từ bánh mì kẹp thịt, rau sống và các loại nước sốt. Cơm tấm. Một món ăn đặc trưng của miền Nam Việt Nam được làm từ cơm tấm, sườn nướng, bì, chả và các loại rau sống. Con người thân thiện và mến khách. Người Việt Nam được biết đến là những người thân thiện và mến khách, luôn sẵn sàng giúp đỡ khách du lịch. Đây là một trong những yếu tố quan trọng nhất khiến Việt Nam trở thành điểm đến du lịch an toàn và hấp dẫn. Với những yếu tố trên, Việt Nam đã trở thành một điểm đến du lịch an toàn và hấp dẫn, được nhiều du khách trên thế giới yêu thích. Phát triển đất nước là mừng, nhưng năm 2023, hàng triệu công nhân thất nghiệp, hàng ngàn công ty phá sản làm ảnh hưởng trầm trọng đến người dân. Việt Nam hấp dẫn, cười lên đi em ơi, cười để giấu những dòng lệ rơi. Hôm qua mình thi thử môn lịch sử, may mà chọn đáp án 6 quốc gia. Chơi với Trung Quốc và Mỹ phải cảnh giác. Từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay, Việt Nam tiến lên. Nghe nói sản xuất chip chỉ là Mỹ cho ăn bánh vẽ thôi. Mong rằng 2024 sẽ hóa rồng. Như các bạn đã thấy, Việt Nam có rất nhiều điều để tự hào về du lịch, từ thiên nhiên tươi đẹp, nền văn hóa đa dạng, ẩm thực phong phú đến con người thân thiện và mến khách. Đây là những yếu tố đã góp phần biến Việt Nam trở thành một điểm đến du lịch an toàn và hấp dẫn, được nhiều du khách trên thế giới yêu thích. Nếu có dịp, hãy ghé thăm Việt Nam và tự mình trải nghiệm những điều tuyệt vời mà đất nước này mang lại nhé. Bạn sẽ không phải thất vọng đâu. Bạn có thấy video này thú vị không? Nếu có, hãy chia sẻ video này với bạn bè và người thân của mình nhé. Chúng ta hãy cùng nhau lan tỏa hình ảnh của Việt Nam đến với mọi người. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.